bao ngày ngóng trong đêm dài, vẫn một mình ta cô đơn. Chiếc giường vẫn ở nơi này, nhưng chỉ còn ta nằm thôi. Đời vẫn như tiền thì chẳng có mà tiêu, thương xót thân mình mang kiếp nhà nghèo. Mà tiền không có để ăn mà ba vẫn còn cô liên thuyền. Phù hồ bao năm nay làm thợ chính, mặc sóng gió bôn ba ta vẫn luôn yêu đời. Bao năm lạc trôi giữa nơi chỉ có xi măng và cát sỏi. Em là con nhà ai bước đến nơi đây mà đẹp như tiên. Em là con mẹ hiền bán miến ngay chỗ gần hầm Kim Liên. Miến em thật ngon, nước nối cũng rất ngọt. Đắm say từ phút đó, định sờ tay em nhưng không cho. Anh là vành thợ xây mới đến đây xây được vài năm nay. Anh thường hay đạp xe tối tối đến quán của mẹ em ăn. Có đôi lần anh ăn xong anh thẫn thờ, anh mới sờ xuống chả thấy có money. À, thằng thợ xây mày ra đây, tiền hôm qua mày đã trả bố đâu, thế mà còn nhây lại vẫn ngồi ở đây giờ con gái tao. Dạ không dám, đừng có cáu, ngày mai cháu sẽ trả bác luôn. Bác cứ bình tĩnh, con gái bác thật xinh, cháu chỉ muốn làm bạn. Đời anh kiếp thợ xây bao năm chưa ấy ai, à không chết nhầm chưa một lần yêu ai. Chiều em có rảnh không, anh đưa đi tắm sông vào xin phép quê đi rồi mình đi luôn. Đạp xe đi mồm huyết sao, ngồi đằng sau em cầm bóng bay góc quay vào mặt anh, phóng qua thật nhanh thấy em cười cười. Anh bước chân ra đời khi anh 23 tuổi, gặp biết bao con gái trên đời anh theo toàn bị đuổi. Đánh chúng nó chơi, chúng nó cắn, chúng nó tát, chúng nó khinh. Anh là thợ xây, chúng nó không thèm yêu thợ xây. À, thì bố mày là thằng thợ xây, bố mày nghèo thì làm sao, có nhiều tiền thì làm sao, chắc gì đã bằng được tao. Nhìn anh đi em nha, anh là thợ xây đi em nha, đơn giản nó chửi anh đi anh phải lên tiếng thôi. Rồi một hôm gặp được em, người con gái thúy mị nếp na. Biết anh thợ xây mà cũng không hề khinh, em chỉ chê anh xấu thôi. Cho anh là con mẩn. Thì xấu, mặt anh xấu, gì cũng xấu nhưng mà lại rất ngoan. Lúc trước ở quê có cô bạn gái nhưng chưa dám làm gì. Rồi anh sẽ sửa sang, cắt tóc với vuốt keo, cạo râu thay quần áo là nhìn ngon ngay. Nhìn anh sáng mịn, xịn, thơm, em thấy có chắc không, đẹp trai nhất đội thợ xây là anh đây. Ngồi im đấy đừng có quay, để anh lái không lại mất phanh, ngã sập mặt ra bố em lại là thằng thợ xây tối tha. Đèo em đi như thằng cu ly, tự nhiên thấy mắc tè quá đi, thế là tìm chỗ giải quyết nỗi buồn luôn cho nó nhẹ người. Đời anh kiếp thợ xây bao lâu chưa nắm tay một ai đó mà anh thực sự yêu thương. Định mệnh đã tìm đến cho anh ăn miến lươn, và anh đã gặp em rồi mình yêu nhau. Này các ông có muốn đẹp trai như tôi không? Chỉ với 100k cô mua 7 bước đặt lịch trực tuyến không phải chờ đợi. Muốn đẹp trai phải đến 30 size.